Đám cưới Anh Đức không tiếp trẻ em, cấm livestream. Trên thiệp cưới, diễn viên Anh Đức và vị hôn thê anh Phạm dặn dò khách mời tránh dẫn theo trẻ em, không livestream khi tham dự hôn lễ ngày 26 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc dành cho người lớn, không gian không phù hợp với trẻ em. Mong quý vị thông cảm và hợp tác để ngày đặc biệt của chúng tôi trọn vẹn hơn, quy định được ghi trên thiệp cưới. Bên cạnh đó, vợ chồng Anh Đức nhắn nhủ khách mời không livestream, đi đúng số lượng viết trên thiệp hoặc theo danh sách đã đăng ký trước, và tuân thủ red code no. Quý quan khách cùng bạn bè thân mến, chúng tôi rất trân trọng sự hiện diện và những lời chúc của quý vị trong ngày trọng đại. Từ sâu thẳm trái tim, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, cặp sao bộc bạch. Trước Anh Đức, không ít nghệ sĩ Việt như Miu, Trường Giang, Nhã Phương, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng cũng yêu cầu khách mời không đưa trẻ em đến tiệc cưới nhằm tránh ồn ào và phát sinh những tình huống đáng tiếc. Anh Đức và anh Phạm bên nhau đã hơn một năm nhưng giữ chuyện tình kín đáo. Sau khi anh Phạm nhận lời cầu hôn của anh Đức, họ mới thoải mái sánh vai tại các sự kiện. Hôm 21 tháng 6, cả hai đăng tấm ảnh cưới đầu tiên và hé lộ thông tin tổ chức hôn lễ ngày 26 tháng 7. Anh Đức sinh năm 1987, là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở miền Nam. Anh được yêu mến bởi lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Ngoài ra, anh còn theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Anh Phạm tên thật Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, là một trong những diễn viên trẻ của làng giải trí Việt. Cô từng góp mặt trong phim điện ảnh Mai, Hoa hậu Giang Hồ, phim truyền hình Đường về có nhau và tham gia MV Thích thì đến của Lê Bảo Bình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.